Nhà tao, tao thích làm gì kệ tao. À, vừa rồi mày nói cái gì ấy nhỉ? Hả? Mày nói lại nữa tao nghe cái. Đây này, mày nói thẳng vào cái màng nhĩ này để tao nghe cho nó rõ. Hả? Nói đi. Nói cái gì nói đi. Tao đố mày hát thêm câu nữa. Tao nói cho mày biết nhé, đến tổ trưởng dân phố người ta còn không nhắc nhé, còn hàng xóm này này người ta còn thích nghe tao hát cơ. Mày ấy, tuổi gì? À, bà con chứng kiến cho tôi nhá. Đây, thằng này là người nhà của làng Tuệ. Đêm hôm rồi sang đây làm phiền tôi rồi làm loạn lên, không biết là có ý đồ gì đây này. Hả? Mày không bằng con vật. Thì anh Chí anh cũng đang tính rồi mà. Có chắc là tính không? Em nhìn tình hình em thấy nghi lắm. Ở nhà không tiền thì cất vào két. Tất cả mọi việc trong nhà vợ chồng mình lo hết à? Anh Chí anh vừa ở nước ngoài về còn đang chân ướt chân ráo. Sao mà em cứ phải sồn sồn lên thế nhỉ? Làm gì làm phải có đường bước kế hoạch. Ăn chung hay là ăn riêng? Ăn chung thì cũng phải đưa tiền trợ cho em chứ. Em lo 5 ngày 7 ngày sao mà em lo cả đời cho bác ấy được. Em không nói như thế được. Kể cả là mình có nuôi bác ý thì cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi. Chưa kể ngày xưa bác ý. Thôi. Ảnh lúc nào cũng lôi chuyện ngày xưa ra nói. Khi xưa bác ấy nuôi ảnh thì bác ấy nuôi mẹ con em đâu mà anh cứ bảo em phải báo ơn. Mày hỏi ai? Nhận ra em không anh? Vào trong xe có ít tiền mặt, lấy cho nó mấy đồng, ở tù ra chắc túng. Thôi khỏi. Thằng này có nghèo thật, nhưng không cần tiền bố thí. Mày muốn gì? Việc làm. Chân cẳng như mày thì làm ăn được gì? Thế con người như ông làm được cái gì? Trước khi nghỉ ít nhất phải báo trước một tháng chứ đúng không anh? Như thế là vi phạm luật rồi. Lần sau nhé, riêng cái cậu đấy nhé, mà lên đây xin việc anh đuổi thẳng cổ cho em. Các cậu cứ làm như đây là cái chợ ấy. Muốn đi thì đi, muốn làm thì làm à? Mà còn cậu nữa ấy. Em sao ạ? Cậu mà lén phén nhá, là cũng cho nghỉ việc luôn đấy. Anh một cười nhờ, em nghiêm túc nhất cái khách sạn này luôn. Chưa bao giờ em đi muộn, anh công nhận với em không? Anh ơi, thế cái chỗ cậu Thành đấy đã có ai ứng cử chưa hả anh? Mà cái chỗ đấy có cần phải trình độ tiếng Anh, tiếng em gì không anh nhỉ? Thế theo cậu ấy, dọn dẹp vệ sinh, vứt rác và giặt đồ có cần trình độ gì không? Ủa, hay quá. Em có một người đúng tiêu chí của anh luôn. Học vấn thì không cao lắm, nhưng mà khỏe mạnh, ít nói, chăm làm lắm anh ạ. À.